Ngày 25 tháng 5, Thánh Madalena Sophie Barat sinh năm 1779, mất năm 1865. Sinh ở Burgundy, nước Pháp, trong một gia đình trồng nho. Thánh Madalena được sự hướng dẫn chu đáo và rất kỷ luật của người anh ruột tên Louis, sau này là linh mục. Trong thời kỳ cách mạng, anh Louis bị cầm tù và sau đó cùng với cô em gái trốn lên Ba Lê, là nơi mà thánh nữ được học hỏi về tôn giáo. Madalena ao ước phục vụ Thiên Chúa qua tính cách của một trợ sĩ dòng Camilo. Nhưng đó không phải là ý Chúa. Một nhóm linh mục người Pháp thuộc tu hội Thánh Tâm muốn thành lập một tu hội nữ để giáo dục các cô gái. Và cha Van Rin, người trưởng nhóm, nghe biết về Madalena. Do đó vào năm 1800, cha đã chấp nhận Madalena cùng với ba người khác như các nữ tu và giao cho họ công việc thiết lập một tu hội giáo dục. Nhà trường đầu tiên của tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu được thành lập ở Amiens năm 1801. Sau một thời gian hoạt động, Madalena được chọn làm bề trên dù lúc ấy ngài mới 23 tuổi, trẻ hơn các nữ tu khác. Già sơ đã điều hành tu hội trong vòng 36 năm kế tiếp. Tu hội phát triển trên toàn nước Pháp, thu hút các nữ tu thuộc tu hội tham viếng ở Grenoble. Trong số đó có dân phước Philippines Ducens, là người đưa tu hội sang Hoa Kỳ năm 1818. Và tu hội Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được Đức Giáo Hoàng Leo XII chính thức công nhận vào năm 1826. Năm 1830, đệ tử viện của tu hội ở Poitiers bị lực lượng cách mạng đóng cửa. Già sơ Madalena đã thành lập một đệ tử viện khác ở Tân Tây Lan. Cho đến khi ngài từ trần, ngày 21 tháng 5 năm 1865 ở Ba Lê, tu hội đã thành lập được 105 trường trong 12 quốc gia. Ngài được phong thánh năm 1925. Lời trích: Thánh Madalena Barat thường nói với các nữ tu trong tu hội rằng: sự cần cù làm việc là kẻ thù của linh hồn bất toàn, đem lại kết quả dồi dào cho những ai yêu mến Thiên Chúa.